Xin mến chào cô bác anh chị quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình. Chúc cả nhà thật sức khỏe. Hiện tại mình đang có mặt ở Cam Ranh Khánh Hòa. Trước mặt mình đây là một đan viện bị bỏ hoang từ thời Pháp thuộc của bác anh chị. Thì cách đây khoảng tầm 20 ngày trước, mình có đến đây một lần vào lúc chiều trạng vạng cùng với hai người anh đồng nghiệp. Thì lúc đó là mình ghi hình, mình có nghe và có phát hiện được những cái điều kỳ lạ. Đó là những cái âm thanh mà nó phát ra từ phía sau cái đan viện này. Nó khiến cho mình thắc mắc. Ở đây là mình không nói về chiều hướng tâm linh của mấy anh chị, nhưng mà mình nghe hôm đó mình nghe nó rất là kỳ lạ, và nó khiến cho anh em mình ai cũng đều nổi da gà và rợn ốc hết trơn á. Cái điều đầu tiên, cái ông anh đồng nghiệp mình, ông đi qua bên kia kìa đó, và ông thấy cái gì đó, thì cái lúc đó ông giật mình, ông chạy ra, thì mình mới tiến vào bên trong, thì mình không thấy cái gì cả. Thật sự ngày hôm đó thì mình không thấy cái gì nha, nhưng mà mình chỉ nghe những âm thanh kỳ lạ. Rõ ràng là mình nghe những cái tiếng giống như là có người ở đâu đó người ta rên ấy, nhưng mà mình cũng không phân định được đó là âm thanh gì, cũng khá là ớn ốc. Thì mình cũng không dám nói là tâm linh hay gì cả, bởi vì mình thấy nó kỳ lạ thôi. Ngày hôm nay mình cùng đồng hành cùng với một em là Minh Trí ở đến đây để khám phá lại một lần nữa đan viện này vào ban ngày, bởi vì hôm đó mình đi ban đêm mình ghi hình nó hơi nhợt nhạt, không thấy rõ cả nhà. Thì lúc mà mình ghi hình ngày hôm đó bên trong cái căn phòng, cái có cái cửa màu xanh xanh này, thì bên trong căn phòng này là đã bị niêm phong, và nó có một cái sợi dây kéo dài ra phía sau căn phòng ở bên hông ấy. Sợi dây nó còn nguyên cái thòng lọng của bác anh chị. Mình cũng không dám nói sợi dây đó là cái gì, nhưng mà mình để cho cô bác anh chị xem video và tự hiểu nha, tự suy ngẫm nha. Thì kế bên cái sợi dây đó có một cái bàn thờ nữa, vẫn còn nguyên luôn, không ai cắt bỏ. Hôm nay anh em mình đến đây khám phá để xem thử lại cho cả nhà, ghi hình kỹ hơn một chút cho cả nhà cùng xem nha. Mời cô bác anh chị đồng hành video cùng với anh em mình nha. Nếu mà anh nghĩ, nếu mà từ lúc xưa mà xây được một cái đan viện như thế này, em nghĩ không phải đơn giản đâu anh. Theo như anh được biết nha, cái này xây từ thời Pháp ấy. Thời Pháp là... Nhưng mà anh nghĩ là cái này trước kia là một nhà thờ, bởi vì là đan viện mà. Nhưng mà em nhìn cái này em thấy nó quen quen không? Em thấy quen lắm. Anh đã từng coi một bộ phim của chú Lâm Chánh Anh chưa? Anh coi rất nhiều ấy chứ, dạ, phim mà... thần tượng của anh mà. Em nghĩ nó tương tự như một bộ phim đó, là như là một cái đan viện cổ như này. Có như là trong cái đó người ta gọi là Dracula đó anh. Dracula là gì? Má cà rồng. Ừ đúng rồi. Rất là quen thuộc luôn các bạn chị. Chắc là cả nhà cũng đã từng xem những bộ phim đó đúng không? Thì cái cảnh này nó giống y chang nha, trong cảnh phim đấy. Có khi nào người ta dùng cái này đóng phim mà mình không biết nữa. Mà anh ơi, em được biết bên trong vẫn còn một cái cọng dây. Một cái cọng dây thì không có nghĩ tới cái chiều hướng đó, mà nhưng nó vẫn còn cái vòng tròn đúng thòng lọng đúng không anh? Chút nữa anh sẽ vào ghi hình cho em xem. Giờ mình đi qua bên đây nè. Đây, đúng cái vị trí mà lúc trước ông anh mình ổng bị dọ nhìn thấy và ổng bùng chạy ra nè các anh chị. Chà, anh vừa ổn chưa? Ta có nguyên cái ghế còn ngồi ghế ngồi luôn kìa. Người ta đã khóa cửa. Ừ, niêm phong rồi. Niêm phong rồi. À, anh thấy người ta có hình không? Người ta vẽ cái hình gì lên đó kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Dấu ít và hình mặt. Đây. Ở bên hông này có một cái căn nhỏ nè. Lúc trước ông anh cũng bị nhát bên này nè. Để mình đi qua lại xem coi thử có gì bên trong. Mình không biết ông thấy cái gì nữa, nhưng mà ông bỏ ông chạy. Bỏ chạy anh. Ừ. Ui, ngày hôm nay tới lại ban ngày mình mới thấy nha. Ở đây có một cây táo nè. Không có đụng được anh ơi. Nơi quan du cái gì mà những cái gì mà làm thu hút thấy... mặt mình á. Nè em coi nè. Trời, cái táo sai trái luôn. Trái rất là nhiều, không ai dám hái luôn nha. Không ai dám đụng, không ai dám hái nha. Rụng xuống kia chín quá trời luôn, không ai dám hái nè. Thấy không? Ui, anh dông ở đây em nghĩ rau dông rất là nhiều luôn rồi. Dông đúng không? Con dông á. Ừ. Không, anh biết sao mà người ta không hái không? Yeah. Em nghĩ mấy cái trái táo mà nó mọc dại ven đường nha, rất là nhiều sâu. Sâu hả? Dạ, rất là nhiều sâu. Nói chứ táo này nhỏ nhỏ anh nghĩ chắc ăn cũng không có ngọt lắm đâu. Không, em nghĩ mình đi qua đó mình hái mình tắt ra được bên hơn. Thôi đừng hái được hết. Không nhìn được. Nhìn thôi. Rất là sai trái. Đây các bác anh chị, tốt nhất đừng đụng những cái thứ ở trong đây nha. Đây, ở vị trí này đây. Vị trí này hồi bữa ông anh ông bỏ chạy đúng không anh? Đúng rồi. Trời ơi, quen tạng dữ ta. Đây, bên trong này
khu này mình nghĩ chắc là trước kia là một cái nhà, một cái nơi giống như là một cái cổng để bước vào ấy. Đây này, mình thấy được cái chữ A này với lại ở trên kia giống như cái đan viện mà ngày xưa cái vị trí là cái vị trí bước vào á, không? Dạ đúng. Ừ, giống như cái mặt tiền á. Mình đi qua đây hả? Không, đi qua đây. Em thấy mấy tấm tôn nguy hiểm quá. Ừ. Mấy tấm tôn này tấm tôn bằng bê tông xi măng. Chút mấy cái gai rất nhiều anh. Cẩn thận đập gai nha. Dạ. Em thấy nó niêm phòng, người ta niêm phòng không có thấy không? Ở đâu cũng mở cửa hết nhưng mà có nghĩ có một cái phòng đó là niêm phong thôi. Chỉ có một căn phòng niêm phong thôi. À dạ, đường góc. Da gà nữa không? Da gà nữa. Em nhìn nè. Chỉ có thời xưa mới có những viên gạch như thế này thôi nha. Nè. Đó thấy không? Bữa nay đâu có ai mà đóng những viên gạch này đâu. Mà còn em thấy nó. Nè em coi những vách đá, những vách viên gạch xây hồi xưa nè. Nhìn rất là tỉ xảo luôn ha. Ừ. Tỉ xảo. Trời, gió lạnh chứ ta. Thực sự bước cái phòng đến gần cái phòng nướng lạnh lắm. Nè người ta nghiêm phong hả? Thấy không? Ta quyết lên biểu tượng ở trước cửa cho mình hiểu ấy. Cái ô khá lâu lắm rồi, em thấy không ai đụng đúng. Ừ. Nè em coi nè. Trên này viết 4 chữ này không? Không biết có phải là chữ gì không? Mình cũng không rõ nữa. Em nghĩ có phải bùa không ta? Không biết nữa, không biết. Không, nếu mà em nghĩ người Tây không có chơi bùa đâu anh. Đúng rồi. Đấy. Anh ướng ốc á. Niêm phong thấy không? Niêm phong luôn. Cái cửa niêm phong. Thấy không? Niêm phong thấy không? Từ từ nha, bình tĩnh nha. Rồi em sẽ thấy. Đây, từ từ. Ngay phòng này đúng không anh? Này. Anh thấy chưa? Ây da. Anh thấy chưa? Kéo từ trong phòng nó kéo ra thấy không? Này, tới đây chờ giúp. Đừng bước vào trong phòng này nha. Dạ. Đừng bước vào. Đó, cậu với anh chị. Cậu với anh chị thấy kìa. Đây, trong đây lưu hương thờ rất nhiều. Thấy không? Có chiếu, có đồ cúng, nghe dĩa cúng thấy không? Thấy không? Chà, cái cọng dây. Em nghĩ... Ok, coi như đó thôi, đừng coi nhiều. Tiện rồi nha gà thôi. Ok. Ơn ốc quá. Còn rất là mới nha. Bên trong căn phòng này á. À, em nhớ lúc trước là anh vào đây buổi đêm mà đúng không anh? Mới nghe tiếng gì không? Bên kia kìa. Bên chồng. Bên vị trí nãy mình vừa bước qua. Căn phòng này cũng không có gì đâu. Em coi nè. Vị trí này, cái ghế này còn nguyên luôn thấy không? Cái ghế này là có từ lâu đời rồi nha. Ngày hôm, cái thời bây giờ là không có những cái ghế như thế này đâu. Ui, còn một cái bình trà. Cái bình trà còn nguyên luôn nè. Bình trà còn nguyên luôn. Rất là cổ à. Ừ. Này gió dữ vậy. Bình tĩnh em. Xem thử chứ vậy. Nặng tâm lý hả? Nặng tâm lý quá. À, hình như em được biết hình như cái này là cái bồn rửa tay thời xưa nè. Cái bồn rửa tay hồi xưa ấy. Bồn rửa tay này. Đây em coi nè. Ui. Lại là những âm thanh đó. Ban ngày cũng như ban đêm luôn. Anh ơi, bàn thờ. Mình vào thắp nhang không? À, không có nhang ở đây. Có nhang kìa. Có hộp quẹt không? Có hộp quẹt, em có cầm theo quẹt. Ok, em thắp đi. Phương khấn quá người ta thành tâm vào nha. Em nặng tâm lý quá ta. Khắp khấn quá thành tâm vào. Nói là anh em con hôm nay tính này chỉ khám phá ghi hình và chia sẻ thôi. Mong các chị đường thứ bỏ qua phù hộ cho anh em con. Lần em mà đốt ngang là không bao giờ được.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay anh em con tới đây thành tâm khám phá và kêu anh chia sẻ. Thì chỉ vì bữa cơm nên áo mà thôi vào đây khám phá. Thì mong những cô chú chị cúc mà cúc mày trong đây bỏ qua. Bên trong này đâu có gió mà nãy giờ em đốt ngang khó chịu lắm. Thôi mình đi. Mới vừa thắp nhang xong cả nhà. Thì có một điều gì đó mà em luôn luôn nha anh. Sao? Không bao giờ em thắp nhang được trọn vẹn. Đốt cái nhang cũng không bao giờ được. Anh không biết là khi em thắp hương em có thành tâm hay không mà. Em nãy giờ thấy nha. Cái chỗ nào người ta cũng mở cửa to hết mà chỉ có một cái phòng đầu tiên á, là lúc nào là bích, là từ có bao nhiêu cái cửa là bích hết. Bởi vậy anh mới nói trong nhà vệ sinh nhau á. Trong nhà vệ sinh chú mấy tấm kính rất kỳ lạ còn rất mới. Anh nghe tiếng nước không? Tiếng nước hả? Tiếng nước. Trời tiếng ơi. Nước chảy hay sao? Tiếng nước. Kỷ lục à. Này có cái lầu này. Có một cái lầu này. Lên lầu đi. Đây là lầu này. Này. Cái này lâu đời rồi. Mục phát rồi nè. Lâu lắm mà nó thấy nha. Ừ. Những bậc thang như thế này. Ừ. Chà, anh coi nè. Cây mục ăn hết luôn. Mối ăn hết rồi nè. Cái này tuy là cũ kỹ thôi nhưng mà ở ngoài mình nhìn vào mình có thấy một cái vỉa hoang sơ nó tóc lên một cái vỉa đẹp gì đó mà nó kiểu như là xa xưa đúng không? Dạ. Anh nghe tiếng cập cập. Cập cập không? Ừ. Cái đầu gáo của em nó kêu anh hả? Sao bị lỏng cốt hả? Lỏng cốt. Lỏng cốt sớm vậy? Lỏng cốt sớm. Cập cho quá. Cà phê này. Ui sao cái bậc thang cái này mà. Cà phê không? Ôm nó gãy không? Muốn gãy rồi á. Người ta chống nè. Ừ. Nguy hiểm quá. Em nghĩ cái thân hình sồ sề của em mà bước lên đó là bước một xuống thế nào luôn. À nghe em bước lên cái chắc đi xuống luôn á. À hình như cái bên đây là cái bên này là đi lên nè. Đúng rồi. Đường này lên sân thượng nè. Em nghĩ không có nên lên đâu này. Em mà lên, em với anh mà lên đó là chỉ có ở trên đó luôn. Rồi thôi. Cái tâm hình bí bỏng của mày mà anh nghĩ mày lên đó chắc cũng khó chịu lắm. Trời ơi. Một nơi như thế này nè. Rất là đẹp. Em thấy rất là sạch sẽ không? Hình như có người nào lên đây quét dọn hay sao ta? Anh nghĩ là gió mạnh quá rồi, nó thổi bay hết. Cho nên nó lén ngồi. Nhìn ra bên đây cái view rất đẹp luôn. Đúng là view triệu đô. Thấy không? Nhìn ra một khung biển rất là đẹp đó nha. Ừ, cây cối xanh ngoài kia có biển à. Sao lại niêm phong chỗ này lại ta? Không, cái này là kiểu như họ đóng rồi họ chắn cái gì á, thay thế cho cái cửa á. À, hình như lúc trước như là một cái dãy này là một cái dãy phòng cho những người ở đây sao? Anh nghĩ chắc vậy. Anh thấy có những số nè. Đúng rồi. Có những số nè. Số phòng đó nè. Còn số phòng luôn nè. Đây là còn số phòng nè. Wow, nhưng cái này là chánh điện đó. Không phải chánh điện. Nó rất là to nè. Chắc cái phòng để hồi xưa ta hợp cái gì á. Trời. Ông dài. Ừ. Ông dài cả nha. Cái này giống lục đuôi đỏ quá ta. Ông dài. Lục đuôi đỏ. Nghĩ sao như thế này lại ông nằm đây ta.
Chắc lên đây rồi đói quá rồi cái bất tỉnh luôn hả ta? Bất tỉnh nè. Bất tỉnh riết rồi còn ra đi luôn. Khô queo luôn rồi. Đây, 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 đây. Nguyên một bộ da luôn nè. Đây. Mới nghe gì không? Anh nghe gì không? Nghe. Bên đó. Mới nghe ai kêu ơi nó đang luôn á. Đúng rồi. Nhiều nghĩ bộ da này mới lột đây thầy. Cậu phải ở đây ông dài khá nhiều à. Nhìn ở trên lầu mà có ông dài ta. Ừ. Ông dài đây hơi nhiều ấy. Kỳ lạ cái âm thanh gì vậy ta? Lạ nha. Hồi nãy đi vô đâu có ai đâu đúng không anh? Ừ. Đây, đây thêm một ông dài nữa nè. Nữa hả? Đây, ông dài nữa nè. Ủa sao đây nhiều vậy? Ông dài nữa nè, nãy giờ một bộ da với lại hai ông già này nha. Ủa sao ở đây nhiều nhất ta? Ghê quá ta. Xong xong mà cứ lên đây rồi xong rồi ra đây vậy? Em nghĩ ở trên đây quyền ổ luôn rồi này. Anh cũng không biết nữa. Thì em nhìn cọng dây cái em sợ sợ như lúc đầu mới vô nhìn cọng dây vậy. Không chỉ cái dưới kia mới ớn à. Như là những cái phòng nãy mình đi qua nè, bên đây là như là một cái phòng hai cái cửa nè. Ừ. Những chậu hoa là còn rất là mới luôn, bông tươi tốt luôn anh. Những chậu hoa bông rất là tươi tốt. Hôm 10 giờ luôn nè. Còn rất là tươi tốt. Như em được biết là như là qua 10 giờ là chỉ có sáng đúng 10 giờ là nó nở rồi xong nó tàn. Đúng tàn rồi, là xong 10 buổi sáng là nó tàn lên. 10 giờ sáng nó nở hoa. Chà. Ở đây không khí đó, giờ này đúng là trong lành luôn ha. Nhưng mà để có đi ngang qua cái phòng đầu tiên mới thấy. Đúng rồi, cái phòng đầu tiên ở dưới đó thì mình hơi ớn ốc. Chứ còn ở trên đây đúng gió mát. Đây còn nguyên bồn nước không này. Đất lành chim đậu à. Ủa có cái đường đi qua này. Đường này đi qua bên đó được luôn. Đúng rồi, có đường đi qua. Mình đi qua bên đó luôn không? Đâu, để vô coi nhà vệ sinh được không? Ui, anh ơi, coi chừng nha. Cái cửa nha. Ừ. Đây, cái nhà vệ sinh nè cả nhà. Không có gì không? Tụi mình đi qua bên kia đi. Đây, đây. Anh thẳng nha. Ây da. Ui. Ui. Anh. Thân hình xồ xè của em đi cũng hơi mệt quá. Đây cái đường đi qua cả nhà. Nãy giờ đi xuống dưới đó, nãy giờ còn đi dưới đó, giờ mình đi qua. Rất cả nhà nhìn thấy rất là đẹp. Ui. Anh nhìn kìa. Trên đó là những cái con vật. Này con này giống mấy con tắc kè. Nó làm nguyên một hàng luôn. Thôi đi vào đây. À anh ơi, bên mình bên đây mình chỉ đi bên trong này thôi. Bên ngoài kia em thấy những cái viên ngói nó rớt xuống. Ok, đi trong đây thôi. Đó. Đi bên trong này thôi anh. Ok ok. Ôi, dây điện còn tứ lung tung rất là nhiều. Hồi bữa anh nghe tiếng anh đi qua cái căn này canh đêm. Canh chiều chạng vạng tối á. Yeah. Anh nghe tiếng gõ cạch cạch liên tục lên. Cạch cạch hả? Ở cái gõ bên chính giữa gian phòng á. Mà anh đi tới gần vị trí gõ thì lại mất, không còn nghe nữa. Lúc đó anh tưởng là có người theo dõi. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại không có ai hết. Tiếng gõ rất là to nha.
Trời ơi, à, à, từ từ nha, coi cẩn thận. Ui, con đại bàng. Đâu, con mèo. Con mèo hả? Con mèo. Nó bay kìa, nó mới bay kìa. Nó quằn ở đây nè. Mất không rồi? Con mèo anh. Ủa, con mèo bự dữ gì? Con mèo nó bự lắm. To đùng luôn. Cái cánh của nó xải ra rất là to. Ừ. Anh nhìn cái con mấy con của mèo á, nhìn nó nhỏ thôi chứ cái cánh của nó mà xải ra to lắm anh. Dạ. Yeah. Xong cú mèo vô đây nó ở trong đây ta. Em nghĩ có ổ nó đâu trong đây nè. Có ổ hả? Có ổ đâu trong đây nè. Cứ chừng nha, ngó nha. Nhưng mà được đọc quyền nha, cú mèo nơi nào mà u ám nó mới ở. Vậy hả? Nó bay từ đâu ra vậy ta? Con đây nè. Hồi nãy nó bước đứng ở đây nè. Đứng này nó bay thôi. Bữa nghe bên đây ha. Đúng rồi, bên kia nghe rõ ràng tiếng gõ cọc 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 vô tường mà gõ rất nhanh, gõ liên tục, nhưng mà khi tụi anh đến gần thì lại mất không nghe nữa. Lúc đầu có tưởng đâu là người ta theo dõi, nhưng mà ai ngờ đâu á, khi một thời gian phát hiện ra thì chỉ có mấy anh em thôi, không có ai. Nhưng mình rất lấy làm lạ những cái âm thanh đó. Ui, ôi trời trời, cái gì vậy? Phải chỗ đó không anh? Biết, nó ngó ở đâu vậy ta? Anh đi qua, đi qua coi thử cái. Cái phòng này hả anh? Đúng luôn nè, cái phòng này, ngay cái phòng này nè. Qua đây, qua đây, qua đây. Đây. Hôm bữa tụi anh cũng đứng ngay vị trí này, nghe rõ ràng bên đó luôn. Anh, em sợ nha anh, em sợ nha. Đi qua là bình tĩnh. Ngay cái vị trí này luôn trời. Lúc trước cũng ngay cái vị trí này lúc. Từ 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 ở đây. Anh ơi coi coi. Ở đâu, ở đây vậy? Sợ nha anh. Bên phòng kia hả? Anh ơi em ớn. Bên phòng kia đúng không? Trời. Anh ơi coi chân. Ủa đâu có ai đâu ta? Mình mới nghe bên phòng này mà. Chắc em nghĩ cái đơn viện này không ai dám vào đây đâu. Cái tiếng gõ cả cái trong phòng đó mà. Tiếng gì vậy? À tiếng máy bay. Máy bay. Ở gần trong đây á. Nữa ha. Bên này ở đâu vậy? Ngó rớt hả? Em mất nghe bên này. Ở kìa, có mấy miếng ngó nó còn rớt rồi kìa. Có mấy miếng ngó nó còn rớt rồi. Đây là mấy miếng mới rớt, mới vừa rớt nè. Bắt đầu thấy nặng nặng nha. Mình đi qua kia này, đi ra này. Dao đắng à, kìa có dao đắng à. Cho anh. Đó. Đây, 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 đây. Ủa ha? Ừ. Sao ông dài nhiều dữ ta? Bên này rắn rất là nhiều á. Mà rắn, ông rắn lại ở trên lầu nha. Ừ. Chứ mình đi cái đó nãy giờ không có. Kỳ lạ quá ta. Cái âm thanh này từ đâu ta? Hiểu không nổi luôn trời. Đi qua cái phòng đó thì nghe bên này. Mà đi qua bên này thì nghe bên đó. Đi ra đây coi thôi, dưới này có ai không? Đâu có ai đâu. Đâu có ai đâu, đâu có ai theo mình đâu. Không có ai. À, anh coi cẩn thận nha, trên này rất là nguy hiểm. Lạ ta. Có người đập phá cái cửa nè. Ừ. Cây trứng cá mà sao nó mọc được ngay cái vị trí này, nó mọc lên hay vậy ta? Cái này đúng lạ luôn nha. Cái này cái nền rồi ta. Ừ, tại sao nó mọc được ngay chỗ này, nó mọc lên hay vậy ta? Thì cái đầu em nó quăng quăng rồi ta. Sao vậy? Tiền đầu nó rất ê ê ta. Có sao không? Thôi, mà đi qua cổ chỗ này này. Tiền nãy giờ phải đi bên kia không nghe gì mà đi qua bên đây nghe ta. Vẫn như lúc trước luôn trời. Vẫn ta. Y chang lúc trước luôn ấy.
Kì em thấy cây gì không? Em thấy cây gì không? Hả? Cái gì? Em thấy cây này cây gì không? Cây này là cây... cây gòn á. Đúng, cây gòn rồi. Mà em biết tại sao anh nói cây gòn không? Mà nhiều lắm. Cây gòn tâm linh rất là nhiều. Tâm linh ở trong cây gòn rất là nhiều nè. Anh biết sao mà em biết không? Tại lúc trước em được nghe ông ngoại em kể cái cây gòn xưa tâm linh trên nó rất là nhiều, thì cũng nghe thấn thoáng là ông ngoại em kể lại là tâm linh nhiều lắm. Mà nguyên cây rất là to, là em nghĩ chú ngủ cũng nhiều lắm á. Treo qua lại hả? Treo qua lại. Anh đi trước tắm thân heo nọc đi sau. Ok. Cái đường hồi nãy mà cái nói cái chỗ mà cái đường cầu thang, cầu thang cũ anh là cái đường này đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi đi xuống đây, tối dữ người ta. Cái âm thanh đó nó làm anh tắc mắc mấy hôm giờ luôn nha. Vẫn đúng một chỗ đó luôn anh. Ừ, y chang chỗ đó ấy. Mà hôm nay anh dẫn em tới đây em vẫn em cũng nghe. Em cũng nghe cái âm thanh nó rất là lạ. Có ông dài nằm đâu? Có ông dài chú ngủ. Trời, anh coi nè. Hồi xưa người ta đúc cây sắt nè. Ôi, sắt. Cây sắt khủng quáng kìa. Hồi xưa người ta không đúc sắt rằng nha, người thôi. Hồi xưa là làm sắt tròn hết nha. Nè. Ôi, cái cây sắt đúng to luôn. Ừ. Ôi, cửa nó văng thôi. Kỳ lạ, vẫn là kỳ lạ, khó hiểu thiệt. Tiếng nó là vẫn là cái tiếng đó hả? Ừ. Mình đoán là có thể là ngói nó rớt. Nhưng mà ngói rớt thì đâu có thể nào mà nó làm cạch 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 liên tục gì đúng không? Ngói mà làm hai lần cũng không có đúng. Thà một rớt một lần mình còn tin chứ, mà cái này rớt hai lần lớn. Đúng rồi. Mình đứng bên đây thì người mình nghe tiếng bên kia. Mình đứng bên kia thì mình nghe tiếng bên này. Nhưng mà ngói rớt thì cũng đâu thể nào trùng hợp hai lần như vậy. Ngay cái vị trí đó luôn, lần trước cũng một lần y chang như vậy. Trời, cháy nè. Trời, cháy điện tôi ta. Ừ. Ai vào đây đốt cái gì nè? Cháy điện tôi hết cái... Khói nó lên nè. Cái phòng luôn. Khói nó lên đó. Bên đây cũng vậy nè anh. Ai đốt rất là khói lên. Không, em nghĩ nhà bếp. Nhà bếp hả? Nhà bếp, nhà bếp. Phần chơi nè. Phần chơi nè cả nhà. À, anh tới coi thử bài nén nhang hồi nãy em đốt như thế nào. Mong là lần này mấy nén nhang nó sẽ đốt là không như lần trước. Một dài hai. Hai dài một ngắn. Người mất giỏi nhất là hai dài một ngắn, người tắt rồi nhất là hai dài một ngắn. Lúc nào em đốt cũng hai dài một ngắn hết. Dạ. Đây là lần thứ ba em đốt hai dài một ngắn rồi nè. Kỳ lạ nữa nè. Ờ, cái cửa này không biết là cái hình thù này. Trong này là gì? Ủa, sao kỳ lạ vậy? Bên trong phòng này nè, qua đây. Thôi, như có em thấy có gì vậy đó. Ừ? Như cái mùng. Anh thấy rồi, anh mới kêu vào ấy. Đi nè.
cái mùn chùm, có một phơi đồ nữa nè, phơi đồ nữa nè. Không lẽ có người vào đây ở ta? Cái phòng này vì có người vào ở sao ta? Chắc vậy là sao ấy. Có lược nữa kìa, có cái ghế ngồi nữa nè. Cái gì vậy? Quyết cái chuyện gì vậy? Không đọc được. Ok. Rất là lạ, không có đọc được. Nếu không đọc được thì đừng có đọc nữa. Cái ghế này lúc trước anh vào là không có ai xê dịch luôn, vẫn như vậy đúng không anh? Vẫn ở vị trí đó em. Cái điều mà làm anh thắc mắc ấy là chỉ có là cái tiếng âm thanh lúc nãy, lần trước cũng vậy. Và lần trước anh có nghe một cái lần giống như cái âm thanh của tiếng người luôn ấy, ở ngoài sâu ấy. Nhưng bây giờ thì không nghe nữa. Chỉ là cái âm thanh trùng hợp đó thôi. Đây cái phòng, thêm một phòng cái này, phòng này cũng đã bị niêm phong rồi. Mà em thắc mắc là cái phòng này nè, đóng niêm phong hết tất cả luôn. Từ này cái dây nè. Thấy đằng dây không? Này cái dây nè. Thấy đằng dây không? Có một cái lỗ này, mình nhìn vào. Bên trong nó là cái giường với lại mấy cái ghế ngồi. Trời ơi. Tưởng tượng như có ai ngồi không nói. Ở giường dạy này, dạy mà. Nhìn vào có hương cắm luôn nữa hay không? Có hương cắm ngay đây nè. Có khi nào có người giam cầm ở đây không ta? Không, ở giữa chân có đâu. Đây. Em bước tới đây là da gà nó luôn nè. Điện tới cái phòng này là da gà nổi lên nha. Em còn đi nổi không hay là mình rút? Em nghĩ nãy giờ những cái điều gì đó mà muốn cho anh em mình khám phá thì tới đây nè, anh nghĩ em tới em đứng thì cái ốc nó rần lên, mà nãy giờ đi qua bên kia là anh vẫn lại nghe được cái tiếng, những cái tiếng âm thanh mà lúc trước anh đã nghe rồi. Ừ. Mà hôm nay em vào thì em cũng lấy làm lạ, vẫn là như vậy. Mà cái đầu em nãy giờ nó quay này từ đó, từ xuống đây. Thôi, anh em mình rút đi. Thì hôm nay trở lại một lần nữa khám phá không phải để chứng tỏ như của anh chị. Trở lại một lần nữa khám phá, anh em mình chỉ muốn tìm hiểu về cái điều kỳ lạ mấy hôm trước, nhưng mà hôm nay lại tiếp tục nghe những âm thanh đó. Mình không có khẳng định hay mình không có suy nghĩ về tâm linh nha, nhưng mà rất là kỳ lạ, mình có thể là những âm thanh đó là do ngói rớt, ngói rơi. Nhưng mà cái điều là mình thắc mắc đó là rơi trùng hợp hai lần, lần trước cũng vậy mà lần này cũng vậy, mà nó rơi hai lần đều ngay cái vị trí đó luôn. Thôi thì bây giờ cô với anh chị nghĩ sao về video này hãy comment bên dưới nha. Anh em mình xin dừng tại đây, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chào, bye bye.